Ok, xin chào anh Đỗ Trung ở Sơn Động nhé. Thì đây là khẩu FXQ 3 lỗ cấu hình khá, anh đặt bên em đây. Đấy, combo Q 3 lỗ hàng Q Tactical, bán gấp rút, bán chữ A. Đây, báo này thì em có thể gấp vào cho anh nhé. Đấy, anh về anh gấp vào này. Đấy, hôm ấy thì anh có thể mở ra, bấm vào, là ok. Van cần két bản chuẩn công ty, nhưng mà độ lại cho bác rồi nhé. Cái tình trạng tràn áp, hồi áp chậm thì không có nhé. Bình nhôm đít tròn 0.42. Giảm âm sliper ôm cành dành riêng cho FX cực kỳ lên. Cành thì em lắp cho bác đó là cành XM8 80 tuyến, bao cho anh chơi cự ly là trên 100 m, bảo hành cho anh cái cành này trong vòng 1 năm. Nếu mà về anh chơi mà tình trạng không trụ mà với lại không ổn định nhá, không có nhá, tình trạng không trụ mới không ổn định nhá, anh có thể là liên lạc lại shop, bên em sẽ đổi lại cho anh cái cành khác hoàn toàn luôn nhá. Kính ngắm beta TMD tâm số, hàng chống rung chống giật chống nhảy tâm tâm hay số tâm khắc kính cho bác đây. Cây này thì em đã test chuẩn chỉ rồi, nhưng mà đây em sẽ bắn một vài viên cho anh xem cái độ ổn định của băng đạn này, ổn định của quy đấy, lên búa này, bóp cò và đi chơi săn đấy. Bóp cò là bắn nhá. Đấy, độ ly thì em đang bắn đây là 45 m này. Đây, lên búa này, nếu mà anh không muốn bắn nhá, không muốn bắn nhá, thì anh có thể hạ búa. Hạ búa khi mà anh hình dung ra trong lòng có đạn thì anh lại phải kéo quy này đấy, kéo lên và bắn này. Còn mà khi mà anh lên búa như này nhá, mà anh lại kéo thay tay đoàn bên này đấy, kéo tay đoàn lên và bắn tiếp thì chắc chắn là nó sẽ hai viên đạn vào lòng, mà hai viên đạn vào lòng thì đường đạn sẽ không chuẩn, ba viên đạn vào lòng thì chắc chắn nó sẽ không ra được, phải thông đấy. Nên anh bắn đạn băng đạn anh để ý nhé. Còn nếu mà anh chưa biết cách sử dụng ấy, thì khuyên thật anh là chơi bình thường mình sẽ chơi không chơi băng đấy. Mình sẽ nhét một viên một như này vào lòng mình bắn. Mình sẽ nhét một viên một vào này, đấy, nhét một viên một như này, xong là bóp qua là bắn, đấy, thế nó sẽ ổn định hơn anh nhá. Đấy, thì ở đây là cấu hình của anh Đỗ Trung ở Sơn Động. Thì anh em nào mà xem video có nhu cầu mua bán thì có thể liên hệ cho shop qua số điện thoại này nhé.